Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức gắn biển hai công trình đường giao thông nông thôn huyện Bến Lức. Theo đó, công trình thi đua láng nhựa đường Bà Hạc bờ Bắc ấp 2 xã Thành Lợi được triển khai thi công với tổng mức đầu tư trên 2,6 tỷ đồng. Đối với công trình bê tông quá đường xóm dừa ấp Chánh xã Long Hiệp cũng hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thiết kế mặt đường rộng 5m, chiều dài gần 700m, tổng kinh phí xây dựng trên 2,9 tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quyết định công nhận công trình và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong triển khai, phối hợp thực hiện công trình thi đua kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh hiếu học vượt khó của hai xã, mỗi phần là 300.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập nhằm chia sẻ hỗ trợ động viên các em trước thềm năm học mới.